đây mời các bạn trải nghiệm nha. Hôm nay là một mùi Tết, chúng ta trải nghiệm cá trà sông trên bàn các bạn, trên dòng Mekong đây. Không có lưới gì hết các bạn, cá tự nhiên nó vào 10kg, 20kg, cá rất là bự. Ông bà mình nói đúng các bạn, đất lành chim đậu, đất lành nước lành thì cá nó về. Thiên nhiên các bạn. Có nhiều chú cá cũng khoảng 10-20kg, bự lắm. Sống ở trong không gian chật chội nên các chú không chịu, nên bơi ra ngoài xa, bơi qua những cái luống đó bên đó các bạn, luống lưới, nên đã bị mắc câu bên đó, mắc lưới bên đó, hoặc đi dài xuống những cái quần ở dưới, nên các chú 10-mấy kg đã bị bắt ở dưới đó. Và những chú khôn hơn thì còn ở đây. Đây các bạn, đây là của phường Vĩnh Nguồn, thành phố Châu Đốc nha các bạn, của tỉnh An Giang. Đây các bạn coi thao tác chuẩn bị cá nó gom là ăn nha. Cá rất bự các bạn, cá cha, cá ba sa rất bự. Đây các chú từ ngoài sông đang lội vào rất nhiều. Khi mà nước lớn đó các bạn thì mực nước nó lên, nó sẽ tầm khoảng gần giáp cái lưới mình phía trước các bạn, nước lên rất là cao. Hôm nay nước đang kém, bởi đây các bạn, cá về rất là nhiều, tất cả đều thiên nhiên, không phải nuôi nữa các bạn. Thiên nhiên các chú tời tụ về đây, sinh sống ở đây cũng được 5-6 năm rồi các bạn. Đây là nhà của chú Cường, chú cũng về phần tâm linh, chú có duyên với những con cá ở đây, và chú theo đạo rất tuyệt vời. Đây các bạn, cá rất nhiều. Đây là dòng sông, nó giống như dòng sông ở ở cung điện của hoàng gia của Thái Lan các bạn. Cung điện hoàng gia Thái Lan ở trên sông đó thì chúng ta cũng rải thức ăn gì thì cá rất là nhiều, cá thiên nhiên rất nhiều. Đây các bạn thấy không, đây mấy anh đại ca quậy nghe không các bạn. Nếu các bạn thích tinh thần trải nghiệm thì cứ xách ba lô và đi tham quan nha các bạn, rất đẹp. Đây đây cái ao nuôi của chú thông ra sông nên không có lưới nào hết cho các bạn, rất là thiên nhiên. Đây khu nhà xung quanh của chú rất đẹp. Đây các bạn thấy không gian rất mát các bạn. Xin cảm ơn các bạn nhiều nha. Cá cha trên dòng Mekong các bạn, cá thiên nhiên. Thank you.